Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cam kết phấn đấu xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, bí thư, chủ tịch các huyện Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 4 đơn vị cấp huyện là thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang và Vát Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đã đạt trước 2 năm so với kế hoạch đề ra đến hết năm 2020. Hưng Yên là một trong 8 địa phương của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay còn 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới là Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ. Các huyện này hiện cũng đã cơ bản và đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời thực hiện các bước trình tự, thủ tục thẩm tra, đề nghị thẩm định xét công nhận huyện nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, mục tiêu kép mà cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh phải thực hiện trong thời điểm này là vừa chống dịch COVID-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Việc các huyện phấn đấu về đích nông thôn mới năm nay là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, chào mừng Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng các huyện hoàn thành các tiêu chí về đích huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành phải khẩn trương phối hợp với các huyện có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tiêu chí còn lại, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra thẩm định huyện nông thôn mới đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó, chú trọng hoàn thiện và nâng cao tiêu chí về môi trường, có giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải tồn đọng, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Tăng cường huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xử lý đất dôi dư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng còn thiếu, còn yếu, nhất là tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chú trọng đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các địa phương. Tại hội nghị, 6 huyện Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ và Ân Thi, Tiên Lữ ký cam kết phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, trong đó sẽ tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí huyện nông thôn mới được quy định tại quyết định số 558 ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Hoàn thiện các trình tự, thủ tục hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới để đề nghị tỉnh thẩm tra xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2020 để Trung ương tiến hành thẩm định và Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.